Vâng, xin được mến chào các thính giả và xin được chúc mừng các bạn là người drama nhất của chúng ta đã quay trở lại. Đó là chị Kim Thanh thôi mọi người, đó là chị Kim Thanh của chúng ta. Tôi đã khuyên chị rất nhiều lần rồi là chị nên bớt đi, nhưng mà chị nghĩ rằng như vậy là rất là cá tính. Ừ, thì tôi chỉ cần nói chữ quay trở lại thì thính giả nghe hôm nay sẽ chính là chị Kim Thanh của ai? Chúng ta mọi người. Thì thật sự thì Khoa vừa mới trở về từ một đất nước lạnh giá xa xôi. Trời, chị biết nhiệt độ bao nhiêu không? Âm 9 độ, âm 10 độ. Nó buốt giá một cách kinh khủng khiếp luôn. Và cái giây phút đó em chỉ muốn ước mơ là có người yêu ở bên cạnh thôi, là có thể xua tan mọi băng giá. Ủa đâu phải đi mình đâu, mấy người luôn mà. Đi nguyên đoàn nhưng mà trời ơi, toàn là công ty không à, nghĩa lý gì chứ. Nhưng mà thấy boss Facebook clip đồ vui vẻ quá chừng, thần thái quá chừng. Thì cũng phải cố gắng tự tìm niềm vui cho bản thân mình chứ. Giờ sao giờ, người yêu mình thấy mình buồn bã người ta cũng lo lắng đúng không? Boss vui xong người yêu nói ở không có tôi cũng vui mà, cho nên cần gì yêu đúng không? Cũng đúng. Em thấy không có người yêu em cũng vui như bình thường. Hay là chúng ta hãy nói thêm một mà vấn đề nữa. Xin nhạc sĩ cho Đăng Khoa với tư cách là nhà Super Brothers và đi cùng với Orange để nhận giải bên giải thưởng của Mnet đúng không? Đúng rồi. Thì đã có một cái cú té rất là dễ thương, mình có thể tường thuật lại. Thật sự là rất là dễ thương luôn. Trên mạng viral giả mang luôn. Thật sự luôn, em nói là cái ý trời, tất cả đều là ý trời hết á. Tại vì nếu như thật sự, nếu như Orange chỉ đơn giản là đi ra nhận giải và đi vào thì mọi thứ nó sẽ trôi qua một cách mờ nhạt. Nhưng may quá cô ấy đã té một cái. Có trong kịch bản không? Kịch bản cái gì trời, cái vấn đề là tâm lý hồi hộp là một nè, cái đôi giày rộng là hai nè. Cái đôi giày đó là cái đôi giày mà nó bị rộng số hơn lại chân của Orange, đi hơi di chuyển hơi khó khăn. Mà tại vì cái đôi giày mà tụi em mang qua á là đã bị thất lạc mấy đôi giày luôn. Nên là phải cuối cùng là chỉ còn có hai sự lựa chọn để mang thôi. Vậy nên là Orange phải mang cái đôi giày đó bước ra. Kang Daniel ngồi đó vỗ tay cấm xâm đi ta chứ xung hôm đi ta, xong rồi lo nhìn đến bước hụt xuống dưới té một cái oạch. Mình thấy mình cũng sót nhưng mà thấy mắc cười nữa. Mà may là cô ta rất là xử lý rất tình huống rất là tốt, là đã không gắn vô được cái mấn. Phải cái đó, cái mấn có một cái từ riêng như cái này đó, em quên mất tiêu rồi. Nói chung là có lý do để tụi em lựa chọn cái bộ đồ này, tất cả mọi thứ là như vậy. Thì may mắn là cô Orange rất là bản lĩnh nên mình cũng cảm thấy an tâm. Tuy rằng là vào hậu trường thì cô bé nó chỉ muốn khóc lên thôi. Kêu là cảm thấy xấu hổ quá. Tại vì bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, các tài tử đẹp trai đúng mà rồi, mình từng rồi. Yêu thích. Bao nhiêu thần tượng của Orange nữa chứ. Có những thần tượng của Orange luôn mà đi ngang qua thôi làm hả bà nhỏ hả, gọi là điên cuồng. Là cảm thấy xấu hổ, nó cứ vô là cứ ngồi ụ một đống mà muốn khóc. Vào trong hậu trường thì phải an ủi rất là nhiều, cứ là không có sao hết trơn á. Cái này là những cái gì xảy ra nó là điều nó phải xảy ra, và rõ ràng là nhìn mình té nó trông rất là đáng yêu, không có gì phải xấu hổ hết đó. Nên là bớt nguôi ngoai dần được á. Thật ra sao còn bị mẹ la nữa chứ, sao vậy mẹ gọi điện thoại qua nói chứ đi đứng cũng xong làm gì mà té. Rồi việc nhỏ. Nhưng mà nếu mà Cam mà lên nhận giải mà cứ bình thường như mọi người chưa chắc là họ đúng nhớ là, đâu chưa tuyệt luôn thực sự luôn. Và em thực sự luôn, em vào đọc comment á thì phải đến 90% comment đều là chia sẻ và tự hào và trọng viên. Hầu như là không có comment nào là chửi mắng hay là cảm thấy xấu hổ gì đó. Trời ơi, tao vô tình té mà đó, sao nhưng mà bị kiểu chửi như được? Là chị đại diện quốc gia đi như vậy, rồi trước mặt biết bao nhiêu người trên sóng truyền hình trực tiếp như vậy mà bị té một cái như vậy. Trời ơi, cái đó mới thấy được cái bản lĩnh là như thế nào. Nói chung là chúng ta chỉ cần lên YouTube gõ chữ Orange té một cái là nó ra rất nhiều. Quá viral luôn. Chia sẻ câu chuyện hậu trường thứ hai là cái phần nói tiếng Hàn của Cam đi, rất là hấp dẫn đó. Thực sự thì bạn Cam này là một bạn rất là thông minh. Bật mí với mọi người là Cam là được giải nhì học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học. Và xuất thân là từ trường chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Anh. Và học nhân văn thì cái ngôn ngữ thứ hai của Cam là tiếng Hàn. Nhưng mà kiểu như Cam bỏ cũng lâu rồi. Vậy là trước ngày mà tụi em mới lên đường thì khoảng một tháng thì cô ta xách cặp đi học mỗi ngày luôn, học tiếng Hàn phụ đạo ở bên nhà cô giáo và học phụ đạo riêng như vậy. Rất có tâm, rất là cố gắng luôn. Tại vì thời lượng nó để cho phát biểu á, một người chỉ có giới hạn thôi, nên tụi em không thể nào mà nói cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn được. Nên là tụi em muốn chọn một cái gì đó mà cho nó thể hiện được cái khả năng ngôn ngữ của mình. Tại tiếng Anh thì mọi người cũng biết là Cam giỏi rồi, nên bây giờ thêm tiếng Hàn nữa. Và thật sự là khi mà tụi em hỏi những cái người bạn Hàn Quốc á thì hầu như rất là bất ngờ và nói là Cam nói tiếng Hàn là gần như là giống người bản xứ luôn. Cái đó là cái sự thông minh ở cái khả năng ngôn ngữ. Và chị có thể ý là cái bài Người Là Ơn có một đoạn hát tiếng Hàn không? Chị có coi. Tụi em chuẩn bị cái đó chỉ có 2 ngày trước khi đi qua Hàn thôi.
Wow, nói chung là ekip cũng khá là vất vả. Yeah. Và nghe được cái câu chuyện hậu trường, mình thấy là với những cái nỗ lực, những cái cống hiến của Cam trong âm nhạc trong một năm qua thì rất là xứng đáng cho Cam nằm trong đề cử một trong năm nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của giải Làn Sóng Xanh 2018. Đối thủ, tạm gọi là đối thủ của Cam á, mạnh nhất thì... là JK hả? Không, Hiền Hồ. Hiền Hồ, à. Hoàng Yến Chi Bi, Phùng Khánh Linh và Nguyễn Trần Trung Quân. Trong đó thì em cảm thấy là Hiền Hồ và Cam thì có thể gọi là tân binh thực sự, còn Trung Quân hay là Hoàng Yến thì cái thâm niên nó quá lâu rồi. Em cũng suy nghĩ giống như mọi người, cái tiêu chí nghệ sĩ mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh là lần đầu tiên ca khúc được lọt vào top Làn Sóng Xanh, tức là Nguyễn Trần Trung Quân, thậm chí là thầy của Eric. Nhưng mà từ xưa giờ chưa có bài nào lọt vào Làn Sóng Xanh, mãi đến năm 2018. Phùng Khánh Linh cũng vậy, và Hiền Hồ cũng vậy. Lần đầu tiên có bài hát lọt vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, và nghệ sĩ này là của cái giải thưởng Làn Sóng Xanh. Nhưng mà nếu như mà theo quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ là phù hợp nhất vẫn là Phùng Khánh Linh, RN và Hiền Hồ. Là những gương mặt thực sự nó fresh, nó mới mẻ thực sự và mang tới một cái làn gió mới. Thì 200 người bình chọn thì quan trọng là cái nhận định và cái gu của mọi người đánh giá như thế nào. Yeah. Đó, thì ai sẽ là người chiến thắng 11 tháng 1. Và cũng nói là cái bài Người Lạ Ơi được rất là nhiều đề cử ở trong đó, nhưng mà vẫn chưa phải là nhiều nhất. Ừ, nhiều nhất chính là Bùa Yêu. Nhưng mà tóm lại là giữ lịch 11 tháng 1 với Làn Sóng Xanh nha, nhạc sĩ cho Đăng Khoa. Không và biết là Khoa có được làm MC của Làn Sóng Xanh hay không nhỉ? À, cái đó thì chúng ta bắt đầu ngay với cái bài của ngày hôm nay. Được thôi, chỉ là được thôi.